Triết lý đào tạo của Học viện Pháp chế ICA trong khóa học về hợp đồng tới đây đó là khi bạn học xong khóa hợp đồng này thì chắc chắn bạn sẽ có sản phẩm cầm về, ít nhất là bộ biểu mẫu, văn bản, giấy tờ của chính đơn vị mình. Vì vậy, khóa này rất phù hợp với những người đang làm kế toán, hành chính nhân sự hoặc là chủ doanh nghiệp. Thay vì việc là đao loát những mẫu khô cứng ở trên mạng thì chúng ta được thực hành, chúng ta được hiểu bản chất và chúng ta tự tay soạn thảo và được sự góp ý của giảng viên để tạo ra một biểu mẫu dành riêng cho doanh nghiệp của mình. Vì vậy nên chúng tôi đặt tên khóa học này đó chính là thiết kế, rà soát và soạn thảo hợp đồng. Bạn sẽ phải coi bản hợp đồng như là một bản vẽ thiết kế vậy. Và trước khi chúng ta đặt bút thì chúng ta phải tự tay để lên ý tưởng, để biết bố cục, để đưa ý đồ của mình vào từng khung của hợp đồng. Từ đó thì mới bắt đầu thi công, đó chính là bước về soạn thảo. Và sau khi soạn thảo xong thì chúng ta cần phải biết rà soát lại hoặc nhận được một bản vẽ, một hợp đồng. Chúng ta cũng biết được cách checklist để tạo ra lợi thế doanh nghiệp trong sự kinh doanh. Và để triển khai hiện thực hóa triết lý đào tạo thì Học viện Pháp chế ICA cùng đội ngũ giảng viên của mình đã thiết kế nên một học liệu, một chương trình học rất phù hợp. Khi đó thì những buổi đầu tiên, cụ thể là 5 buổi đầu tiên, các bạn sẽ được học về bản chất của hợp đồng hay còn gọi là pháp chế hợp đồng. Bạn sẽ hiểu cách để soạn thảo ra một bản hợp đồng, cách để lên checklist và cách để thiết kế hợp đồng làm sao cho chuẩn nhất. Và kể từ buổi thứ 6 trở đi, bạn sẽ học cách ràng buộc những văn bản pháp luật và tạo nên những văn bản, những hợp đồng, những công văn, giấy tờ để phục vụ các mối quan hệ trong doanh nghiệp, mối quan hệ với người lao động, mối quan hệ với khách hàng, đối tác, mối quan hệ với nhà đầu tư, cổ đông, mối quan hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Và cuối cùng, chính pháp chế sẽ phải có những bộ văn bản để phục vụ cho công tác quản lý của doanh nghiệp. Và với cách thức học xuyên suốt, đó chính là bạn sẽ được hướng dẫn và xem những video lý thuyết trước. Sau đó, bạn sẽ được thực hành và làm bài tập tạo nên biểu mẫu hợp đồng. Và chúng tôi đề cao tính chất tương tác giảng viên tại những buổi học. Và vì lý do đó nên là những buổi lên lớp sẽ là những buổi mà chúng ta chữa, chúng ta sửa đổi những bản hợp đồng của nhau. Và tôi tin rằng với học liệu này thì chắc chắn các bạn sẽ có những biểu mẫu nhất định do chính tay các bạn tạo nên phục vụ chính doanh nghiệp của mình. Và nếu các bạn chưa tự tin thì học viện cũng cung cấp biểu mẫu dành cho các bạn. Các bạn được đồng hành, hỗ trợ và tham gia cộng đồng với pháp chế. Và các bạn cũng được cấp chứng chỉ sau khi hoàn thiện xong khóa học. Hẹn gặp lại các bạn trong khóa học đầy lý thú và bổ ích này.